Nhà cổ là đẹp quá trời đẹp các bạn. Wow, một căn nhà đại gia tạm y tế Long Hậu ha. Và đi vô cái khu công nghiệp Long Hậu luôn các bạn, khoảng chừng 4-5 cây gì đó. Phía bên trái là trường mẫu giáo Long Hậu. Ở đây các bạn, bên phải này có cái bến phà Long Hậu ha. Đi qua bên Tân Kim, đi qua quốc lộ 50. Wow, wow, căn nhà đậm chất Nam Bộ luôn ha. Trước mắt chúng ta là cổng chào của ấp 2/5 ha. Chúng ta đi qua khỏi cây cầu này thì chúng ta bước qua một cái xã tiếp theo, đó là xã Phước Lại các bạn. Thì cái xã Phước Lại này cũng tổng diện tích khoảng chừng 20 cây số vuông các bạn. Dân số thì ít hơn một nửa so với xã Long Hậu. Nhà đại gia xây để cái cổng chơi vậy đó. Bên này có cái trường các bạn, trường cấp 2, cấp 3 luôn ha, Nguyễn Thị Một. Trước mặt chúng ta đây là chợ Phước Lại các bạn. Wow, bên này có căn nhà quá trời đẹp luôn nè. Nhà ô đây tiếp một căn nữa nè các bạn. Trời ơi, nhà đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, trước mặt chúng ta nè. Trời ơi, wow, có trạm y tế Phước Lại ha. Trời ơi, hệ thống cây xăng nè các bạn. Và bên phải chúng ta đây các bạn, đây là cái bến phà Tân Thanh ha. Vào lúc 2 giờ sáng của ngày 9 tháng 6 thì ở đây khoảng 7 căn nhà nước cuốn trôi xuống ha. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại xã Long Hậu thuộc huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An ha các bạn. Phía bên này là cái cầu rạch dơi, này là giáp ranh giữa Sài Gòn với tỉnh Long An ha. Qua khỏi cây cầu này là khúc này là trực thuộc địa phận của tỉnh Long An. Rồi chúng ta rời phố thị đông đúc để trở về khám phá hai cái xã của huyện Cần Giuộc trực thuộc tỉnh Long An ha các bạn. Xã đầu tiên đây là xã Long Hậu ha. Cổng chào xã Long Hậu. Đây có căn nhà rất là lâu đời ha. Đường này là đường tỉnh. Đường này là đường tỉnh ha các bạn, 826C. Cùng cảnh mua bán hai bên đường. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Xã Long Hậu. Đây có điện máy xanh, thế giới di động. Wow. Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc này có tình trạng cúp điện. Hôm nay là ngày cúp điện các bạn. Đây vẫn còn tình trạng bị mất điện ha. Đây có căn nhà rất là lâu, nhà gỗ. Đường này là 826C. Sáng nay chúng ta sẽ đi khám phá hai cái xã của huyện Cần Giuộc, đó là huyện xã Long Hậu với lại xã Phước Lại. Lúc đầu này là xã Long Hậu ha. Khu bán vàng nè, có tiệm vàng. Rồi tình trạng cúp điện. Nhớ lại những thập niên 90, 80. Trong Sài Gòn như cũng như miền Nam, tình trạng cúp điện luân phiên. Rất nhiều tiệm sửa xe ha. Ở đây thuộc ấp 4, xã
xã Long Hậu. Một số nhà chạy máy phát điện. Khung cảnh mua bán tiệm tạp hóa khá là lớn, rất nhiều tiệm tạp hóa, rất nhiều tiệm sửa xe. Phía bên phải này là trường tiểu học Long Hậu, một cái trường tiểu học khá là đơn sơ ha, được có mấy lớp à. Đây có đình Bình Đức. Thì cái xã Long Hậu này có tổng diện tích khoảng chừng 20 cây số vuông các bạn, dân số khoảng 20.000 người, hơn 20.000 người á, và được bao bọc bởi con sông Cần Giuộc. Phía bên này là cái khu dân cư quy hoạch mới sau này ha. Bên này có căn nhà, căn nhà cổ là đẹp quá trời đẹp các bạn. Nói ngói chắc hạ văn chi tiết trên cây cột ha. Nhà xây theo lối kiến trúc của Pháp cũng được trùng tu sơn lại màu vàng. Vàng này là vàng chanh, còn màu vàng từ thời Pháp hầu hết là màu vàng nghệ, màu vàng đậm hơn. Khung cảnh hai bên đường, bên này có một cái dự án Sài Gòn Villa. Wow, một căn nhà đại gia mới tăng luôn, kế bên căn đang chuẩn bị xây xong, sắp xong rồi, đang hoàn quá trình hoàn thiện. Ba tấm lận trưởng phước cổ tự, trong đó có ngôi chùa. Rồi vẫn còn khung cảnh đầm đầm lầy hoang vu ha. Tiệm sửa xe rất là nhiều. Khu công nghiệp Long Hậu ha các bạn. Trong này là cái trạm y tế Long Hậu nè. Đi thẳng vô có trạm y tế Long Hậu ha. Và đi vô cái khu công nghiệp Long Hậu luôn các bạn, khoảng chừng 4-5 cây gì đó. Rồi quán cà phê trà sữa nè. Đây những căn nhà mới ha. Đất ruộng còn rất là nhiều. Cỏ lau cao ngưng ngút luôn. Xây dựng kiosk mà cho thuê. Phía bên trái là trường mẫu giáo Long Hậu. Trường mẫu giáo nhìn còn khang trang đẹp đẽ hơn là cái trường tiểu học hồi nãy. Kế bên là trường trung học cơ sở Long Hậu luôn ha các bạn. Trường cấp 1, cấp 2 kế bên nhau luôn. Nơi đây chắc không có trường cấp 3. Huyện phải qua thị trấn Cần Giuộc. Thì cứ đi hết hai cái xã này sẽ đi qua một cái phà
Tân Thanh đi qua thị trấn Cần Giuộc các bạn, qua trung tâm của huyện ha. Trạm cấp điện ở phía trong này có đại đạo tam kỳ phổ độ chùa Cao Đài ha các bạn, trong đó có ngôi chùa của đạo Cao Đài. Đây đường này cũng là dẫn vào cái khu công nghiệp Long Hậu các bạn. Ở đây cũng có khu công nghiệp ha, cho nên cảnh buôn bán chợ nè, chợ chùm hổm, chợ lề đường. Cửa hàng kinh doanh vàng bạc và cầm đồ, có dãy nhà trọ. Cái xã Long Hậu này có tổng cộng là 5 ấp thôi các bạn. Xã của huyện lấy cái trục lộ chính của tỉnh lộ 826C này làm cái trục lộ chính, diện tích thì khá là rộng, rộng gấp 5 lần quận Tư mà. Trong khi quận Tư chỉ có khoảng 4 cây số vuông, nhưng mà dân số ở đây tập trung chủ yếu là trên cái trục lộ chính, cái đường tỉnh 826C này ha, diện tích dành cho khu công nghiệp với lại đất ruộng cũng còn nhiều. Cảnh mua bán hai bên đường cũng khá là sum túc, đầy đủ các bạn. Trà sữa, tiệm sửa xe rất là nhiều. Mua bán trái cây đây ha, vẫn còn cái con kênh, con rạch, cây dừa nước. Phía bên trái này, nhà dân còn nuôi trồng tôm, thủy hải sản ha. Hút vào bên trong chúng ta đi ngay đúng ngày cúp điện ấp 2/5 nhà văn hóa, tiệm thuốc tây. Ở đây các bạn bên phải này có cái bến phà Long Hậu ha, đi qua bên Tân Kim, đi qua quốc lộ 50, nếu quẹo trái đi về trung tâm Cần Giuộc với lại Cần Đước, còn quẹo phải là quốc lộ 50 là chạy về đại lộ Nguyễn Văn Linh, hội đồng ủy ban nhân dân xã Long Hậu ha các bạn. Tiệm vàng đủ kiểu hết, đáp ứng đầy đủ những sinh hoạt tối thiểu. Tiệm tạp hóa khá là lớn, xe hết tóc, mua máng, điện thoại di động. Đây còn cả
cái nhà mai. Wow, wow, căn nhà đậm chất Nam Bộ luôn ha, nhà Ba Giang ha các bạn. Trời ơi, nhà đằng trước có cái sân vườn nhỏ nhỏ, trồng một mớ cây kiểng ha, quá trời đã. Shop LD đây, mua bán quần áo thời trang. Shop LD là shop lề đường á. Ồ, quán nhậu, quán ốc bu, con mới mở làm quán nhậu hả? Những con gạch, những cây dừa nước vẫn còn. Hai lớp mầm non ha. Thầy có bảng ấp 3. Đường này đi qua khu công nghiệp Long Hậu được luôn ha. Trước mắt chúng ta là cổng chào của ấp 2/5 ha. 2/5 là hết rồi, hẹn gặp lại có nghĩa là chúng ta đi qua ấp 4 xong rồi ấp 2/5 ha. Hai cái ấp của xã Long Hậu. Chúng ta đi qua khỏi cây cầu này thì chúng ta bước qua một cái xã tiếp theo, đó là xã Phước Lại các bạn. Đây là dòng sông Cần Giuộc ha. Đó, dòng sông Cần Giuộc sẽ bao trọn nguyên cái xã Phước Lại các bạn, xã thứ hai của huyện Cần Giuộc ha. Hướng đó là chạy về hạ nguồn ra dòng sông Sò Rạp các bạn, rồi ra ngã ba dòng sông Sò Rạp kết nối vô dòng sông Vàm Cỏ. Đây chúng ta chính thức bước qua xã thứ hai, đó là xã Phước Lại trực thuộc huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An ha các bạn. Mua bán xe nè, sửa xe nè, rồi làm thu mua đồ đồ gỗ, đồ cũ, cửa giường, bàn ghế, cửa hàng vật liệu xây dựng khá là tươm tất. Thì cái xã Phước Lại này cũng tổng diện tích khoảng chừng 20 cây số vuông các bạn. Dân số thì ít hơn một nửa so với xã Long Hậu. Ở đây khoảng chừng 10-10 mấy ngàn người à. Cũng bao gồm 5 ấp ha. Ồ, đây có căn nhà nè, đúng động chất luôn. Căn nhà Ba Giang. Cái cầu thì qua cái xã Phước Lại này con đường khá rộng và khá đẹp ha các bạn. Nó vẫn là con đường DT 826C. Rồi nhà có cái sân vườn trồng cây ăn trái quá trời đã. Bên này thì những cơ sở cửa hàng kinh doanh mua bán thì có vẻ là lớn hơn. Ôi đại gia xây nhà mái thái, dạng mái thái rất là nhiều. Đường khá là đẹp ha các bạn, đường này mới. Ôi căn nhà mới tanh là để cái khoảng trống sân vườn lần trước. Xây nhà này là kinh doanh mua bán bất động sản, xây nhà xây dựng chuyên cung cấp sầu riêng. Ôi đất ruộng trong đó vẫn còn mồ mả,
nước đá, quán bia, buffalo, coffee, ăn tia. Wow, nhà đại gia xây để cái cổng chơi vậy đó. Đào lại ha. Đất đã được mua xong phim, cho thuê mặt bằng 400 m². Chị buôn bán vé số đi bộ. Bộ kia căn tầm với lại dừa nước nhìn rất là mộc mạc, cảnh đồng quê ùa về. Qua cái xã Phước Lại thì khung cảnh và cái khí hậu nó khác liền các bạn, nó thoáng đãng hơn. Sân vườn ha, quán cà phê trời, chút đi mệt mỏi ghế gì đó nằm. Nhà này quá đẹp luôn, có cái sân vườn trồng cây. Nhà này còn mảnh vườn ở đằng trước trồng kìa, cái đường đi vô có trồng bông. Bông đó bông giống bông 10 giờ. Cuộc sống vào một buổi sáng 9-10 giờ im điềm nhẹ nhàng. Mật độ dân cư thưa thớt mà, xã Phước Lại này dân cư dân số nó ít hơn xã Long Hậu một nửa lần. Bên này có cái trường các bạn, trường cấp 2, cấp 3 luôn ha, Nguyễn Thị Một. Trong đó có trường cấp 2, cấp 3 luôn ha các bạn. Nó thuộc xã Phước Lại. Hồ nuôi cá, trời ơi, ông bác cũng đang đi trồng chăm sóc cây. Trước nhà có cây phượng quá trời đẹp, quá trời đã luôn các bạn. Khí hậu gió thổi vu 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 luôn nè, mát quá trời. Được bao bọc bởi cái con sông Cần Giuộc mà nó ôm nguyên cái con sông này. Sống trên cái xã Phước Lại này giống như là trên một cái bán đảo các bạn. Sông ngòi kênh rạch rất là nhiều ha. Này có giao hàng tiết kiệm nè. Đường huyện mà vậy là đường huyện, đường xã vậy là quá trời đẹp rồi. Nhà thuốc tây, quán cà phê, hồ trung tâm ngoại ngữ luôn nè. Trời ơi, đầu tư cho giáo dục rất là tốt. Ở một vùng, một cái xã của huyện vùng xa tỉnh Long An, giáp ranh với lại Sài Gòn ha các bạn. Wow, rất là chậm rãi quay chi tiết cho các bạn xem về cuộc sống của người dân tại hai cái xã Long Hậu và xã Phước Lại trực thuộc huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Chúng ta đang đi trên địa bàn của tỉnh Long An. Cảnh phơi mấy cái vỏ dừa khô ha. Đâu đó có những căn biệt thự núp lùm, cây cối ôm tùm. Quán cà phê giỏng, có cà phê là được.
cái bản thông báo ha các bạn, nói thành lập. Ấp này là ấp Tân Thanh, ấp văn hóa Tân Thanh B ha, xã Phước Lại, trực thuộc huyện Cần Giờ, tỉnh Long An. Rồi chúng ta ra đến ngay trung tâm của một cái xã ha. Phía bên phải này là cái gì đây? Ủy ban nhân dân xã Phước Lại ha các bạn. Trước mặt chúng ta có một cái bùng bên ha, có cái tháp đèn khá là cao. Trước mặt chúng ta đây là chợ Phước Lại các bạn. Ngôi chợ tại một cái xã vùng xa của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Cái chợ này họp buổi sáng ha,
chợ này họp cho buổi sáng thôi các bạn. Khung cảnh mua bán tại chợ Đồng Quê, ấp Tân Thanh A ha. Đó, phía bên này là ấp Tân Thanh A. Wow, bên này có căn nhà quá trời đẹp luôn nè. Nhà ba gian ha các bạn, vẫn còn hàng ba cái cửa gỗ luôn. Ồ, đâu có căn nhà đẹp quá trời đẹp. Ồ, nhà đá rửa bỏ hoang luôn. Ồ, đây tiếp một căn nữa nè các bạn. Trời ơi, nhà đẹp quá trời đẹp luôn. Ồ, nhà khá giả đó các bạn, thời những thập niên 50 đó. Ồ, nhà này còn người ở nè. Ồ, mấy căn nhà đẹp quá trời đẹp. Ôi, đi tìm cho ra coi những dấu tích xưa để lại. Trước mặt chúng ta là nhà văn hóa ấp Tân Thanh A ha. Rồi cuối đường rồi. Wow. Ôi, trước mặt chúng ta nè, trời ơi, wow. Ôi, căn nhà đẹp quá các bạn. Ôi, nhà giống như là nhà của công tử Bạc Liêu vậy đó. Ôi. Ôi, nhà của Phú Ông. Nhìn ra kia là sông Cần Giuộc đó các bạn. Ồ, cô đứng ngắm quay cho các bạn xem. Ồ, nhà nó xuống cấp nứt nẻ ha, người ta phục chế lại nè. Ôi, đẹp quá trời đẹp. Đây là có trạm y tế Phước Lại ha. Ồ, có trạm y tế của xã khá là đẹp đó, sạch sẽ các bạn. Chúng ta hoành ra lại ha. Chợ ha các bạn, chợ Phước Lại. Mua bán quần áo thời trang đúng một shop một, còn nhiều chủ yếu tập trung là mua bán rau củ quả trái cây ha, sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Ồ, bởi vì bên này có cái bách hóa xanh rồi. Chúng ta ra lại đường này là đường DT826C ha các bạn. Đây được xem là trục lộ chính của cái hai cái xã chúng ta đi qua, xã Long Hậu và xã Phước Lại. Đây là ấp Tân Thanh, có ấp Tân Thanh A, ấp Tân Thanh B. Ồ, bên này có cái nhà hàng tiệc cưới nè ha. Ồ, tiệm may áo dài, nhà này mới xây, khá là mới. Căn nhà rất là cũ kỹ. Ôi, hệ thống cây xăng nè các bạn, hệ thống cây xăng được gọi là cổ ha. Ô lô sĩ. Trung tâm nha khoa kỹ thuật cao ha, điện thoại di động. Rồi trong này lại tiếp lại là đại đạo Tam Kỳ cổ độ thánh thất Phước Lại ha. Trong này có một cái thánh thất. Rồi, nhìn sát là dòng sông Cần Giuộc.
Chúng ta đi đoạn này là cái đường tỉnh nằm sát với lại mép sông luôn nha các bạn. Sát với mép sông, dòng sông Cần Giuộc. Dịch vụ cầm đồ. Và bên phải chúng ta đây các bạn, đây là cái bến phà Tân Thanh ha. Đó, bến phà này chúng ta đi qua là đi qua trung tâm của thị trấn Cần Giuộc. Trung tâm thị trấn rồi ha, thị trấn Cần Giuộc của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Video sau chúng ta sẽ khám phá bên cái thị trấn Cần Giuộc, các bạn nhớ đón xem ha. Mình sẽ đi khám phá cái xã Phước Lại này. Đây các bạn, bên phải chúng ta là dòng sông Cần Giuộc ha. Phía bên đó là trung tâm thị trấn Cần Giuộc các bạn. Đường DT826C được xem là trục lộ chính của cái xã Long Hậu với lại xã Phước Lại này ha. Đây là xã Phước Lại. Rồi trước mặt chúng ta đây là cái đường bị chặn lại các bạn. Đường DT này bị ảnh hưởng bởi thấy những căn nhà ở đây bị nước cuốn trôi xuống cái dòng sông Cần Giuộc này các bạn. Đó, vào ngày 9 tháng 6 cách đây khoảng 1 tháng hơn ha, thì ở đây có tổng cộng 7 căn nhà bị nước cuốn xuống dưới dòng sông. Quay cho các bạn xem, đây là dòng sông Cần Giuộc ha. Vào lúc 2 giờ sáng của ngày 9 tháng 6 thì ở đây khoảng 7 căn nhà nước cuốn trôi xuống ha. Sau một tháng thì bắt đầu cho khôi phục lại con đường này bị chặn hẳn luôn ha, cảnh sạt lở rồi. Đó, đường này chúng ta sẽ đi thẳng qua, đi về hướng trung tâm của thị trấn Cần Đước các bạn. Đó, khung cảnh sạt lở ha. Đường DT8686C. Trước một cái quán ăn, quán lẩu, nhà hàng lưu xưa, quán ở đó là quán lưu không hả? Rồi các bạn, chúng ta sẽ đi khám phá vào bên trong. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo ha. Video này dài rồi. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.